15m Bình Dương xin kính chào quý cô chú anh chị đang xem trên kênh YouTube của 15m Bình Dương nha. Hiện tại thì bên phía Hòa Viên họ đem đem đồ ăn đến ha. Giờ mình ghi các bạn vô trong ha anh. Đi bà ha. Khoan khoan chậm chút xin cảm ơn. Đã đến cho cô chú anh chị. Ngày đó lại có thế đồng sống trên điện này và từ cho cái hình nó đẹp cái máy này cái cây đẹp mà chưa cây kia đâu nha. Một bàn mang xuống và một bàn mang lên. Bàn nhỏ mang xuống, hai bàn lớn mang lên. Bà ơi con chào bà. Bà khỏe không? Bà khỏe con. Dạ mấy anh em con đang chuẩn bị cúng lớn cho cho cậu Năm. Ủa hồi nãy bà thấy cúng. Hồi nãy là cúng một bàn nhưng mà bàn đó bàn trai nhỏ thôi. Kỳ này là cúng hai bàn trai lớn. Nên bà thấy không? Cái bàn này nó tới 1,5m lận. Đó. Làm caramel gì anh luôn đây. Rồi bây giờ mình làm caramel cho anh Jim Jimmin luôn. Ở đây là những cái món ha. Anh Niu bây giờ trổ tài luôn hả? Trời ơi. Vậy là hai chồng 15m làm caramel hết trơn rồi. Bà xã 15m thì làm caramel cho anh Niu. Còn 15m làm caramel cho anh Minh. Đó. Đó. Toàn cảnh chuẩn bị cúng lớn nha. Rất là hoành tráng luôn. Đó. Bà thấy hoành tráng không bà? Quá hoành tráng. Có rạp luôn ha, có rạp rồi một lát có ghế nè, có đầy đủ hết luôn á bà. Như một bàn cưới luôn á. Mà cái bàn cưới mình ăn đám cưới chỉ bàn nhỏ thôi chứ không phải bàn lớn như vậy đâu. À, bà thấy ở trong nghĩa trang mà hoành tráng không? Mà nếu mà tính từ khi mà cậu mắc tới bây giờ á là không nhớ nổi là bao nhiêu bàn cúng rồi. Nhiều khi mà một ngày đến 3-4 bàn á. Đó, thì bây giờ 15m xin phép vào bên trong đây ha để quay cận cảnh hơn. À, 15m đang quay cho anh Duy Minh luôn. Hôm nay thì đó có đội ngũ hỗ trợ. À, đây là những cái món món chay hết nha. Có súp cua nè, súp cua nhân tạo. Súp cua gọi là súp cua chay mới đúng. Súp cua chay. Còn cái món này món gì ta? Cái này mình không biết ha. Bánh phồng tôm. Rồi có lẩu nữa. Chắc là 6 món ha. Một bàn vậy mấy món anh hết. À, trung bình là 6 món đó Hải. À đây là 4 món rồi nè. À, 6 món là 3 triệu một bàn đó em. Lâu câu nữa là tính món là 5 rau câu tính luôn á là 6 món á. Rau câu là la sát la xít. À, có lẩu ha. Hiện tại thì đội ngũ youtuber ekip là đang tập trung lực lượng để hỗ trợ luôn nên bên phía ban quản lý là rất là khỏe ha. Đó. Và khi cúng xong các anh em dùng xong thì hỗ trợ dọn dẹp cũng rất là nhanh gọn luôn. Anh Phương thì anh đang anh nêu bưng cái nào một tay luôn kìa ghê trời. Đó. Quá hoành tráng luôn. Đó. Thứ nhất là món súp cua là súp cua. Món thứ ba là bún sáo thập cẩm. Món thứ tư là ragu bún mì. Bún sáo bún xào anh. Bún
sáu. Bún xào á. Bún xào. Bún xào. Bún xào. Thì ghi lộn dấu á. Bún bún xào anh. Sáu anh ghi lộn. Bún xào. Thì tại chị gửi cho anh mà. À. Bún sáu thập cẩm. La gu bánh mì nào bún sáu này đúng không? Bún sáu này. À, bún là bún sáu ha, bún lạ nha. Lẩu thập cẩm. Bún. À, la sét, anh sao quay cho em nhìn mình lắm mà đó à. Dưới là đơn giá đồng bàn là bao gồm là xăng lạnh nè, nước đá nè, nước uống là các loại uống gì có nước uống này đúng không anh? Anh có đặt thêm nước ngọt không? Nước suối. À nước suối ha, hôm nay là có nước suối rồi. À, căn lạnh nè, đầy đủ căn lạnh nè đó. Rồi bánh mì để một góc nữa kia nha, tại vì à, do là làm caramel cho anh Minh cho nên á, chắc là bà con cô bác nghe toàn là tiếng của 15 hết. Còn cái gì nữa không? À hấp cần hết đây luôn. Mỗi lần mà có cung lớn ha, rất là đông anh em ekip để chuẩn bị, cũng rất là nhanh gọn lẹ luôn. Đó, những cái ly thì được lạc lên trên ha, khi nào mình cúng cái mình đâu mình dỡ màn ra. Mình dỡ màn cái đầu mình đốt đốt lửa ha, ở lửa lên nấu lẩu luôn cho cậu. Cái là lẩu chín là bầu múc lên mời cậu luôn. Đúng không Tiêu? Dạ đúng. Chính xác ha. Đó. Lật lửa luôn ha, lửa luôn ha sao? Hỏi anh Minh coi là đủ chưa, là mình đủ mình cúng rồi mình mới tháo ra. Cúng chưa anh? Đá nữa cậu, đá được ra. Ví dụ như khi nào mình cúng thì mình tháo ra, chứ không là ruồi nó sẽ... Đúng rồi. Còn nước đá nữa. Còn nước đá với nước ha. Thì bên phía Hoa Viên họ đang chuẩn bị nước suối và lại đá. Đó. Thì nói chung là cảm ơn bên phía Hoa Viên Nghĩa Trang rất là nhiều luôn. Họ đã tạo điều kiện là hôm qua là không có dỡ cái rạp. Đó. Hôm qua là free, là cái rạp là 150 ngàn á. Khuyến mãi hả? Khuyến mãi á. Đó. Đây của chị Liễu Phan. Ủa cái này của chị Liễu Phan hả? Đúng rồi. Ở chị em áo hồng hồng đúng không? Đúng rồi. Chị xưa mà lúc mà còn cái chị em áo hồng hồng xinh xinh cho trẻ. Hai cái tấm hình mà cũng gần cuối á, gần cuối khi vô gặp đó. Mà chị Liễu Phan là ở Việt Nam ở đâu? Để hai bên cái bàn của chú á. Ở Úc. Ở Úc. Chị Liễu Phan ở Úc. Úc chồng. Nói chung là chị rất là giỏi. Nói chung là chị giao quyết định hết của chị Minh. Bởi vì mấy này là mấy menu, anh đặt menu 1 không menu 2 anh? Anh chị ơi, menu 2 chị bớt menu 1. Vậy là hai anh em mình là chị khác nhau đó, cho cậu dùng. Chị à, quá hoành tráng luôn. Súp cua. Hai là gỏi. Ba là 6. Cái đó là dư một đôi đó. Mình đã dư mà lỡ như có người nào mà khách lỡ á. Ủa có lẩu dư hả? Lẩu dư hay gì? Gì? Cái gì không. Dư? Cũng như làm để đủ dư đúng không? À đủ dư ha. Những người mà bạn của cậu á. Dạ. Em lại lại cậu mời vô ăn luôn, dùng cho vui. Rất dạ. Là linh thiêng ha. Đó hai cái bàn. Rồi thì sáng nay 15 mét đề nghị. Nay em đề nghị nè. Sáng là tính là cái khăn màu xanh rồi, các em đề nghị à, hôm trước là khán giả nói là cái màu xanh á nó không có trang trọng, tại vì cái bàn mình là ba bốn triệu một bàn mà cái khăn đó là không có trang trọng, cho nên đề nghị bên phía Hoa Viên họ cho luôn cái khăn màu trắng, mà cái khăn này mới đúng của nó nè. Còn cái khăn màu xanh kia đâu có đúng đâu. Màu trắng nhìn thấy à, cái anh Toàn rất là dễ thương, anh đi một mạch lên trên văn phòng Hoa Viên lấy xuống hai cái khăn trải bàn màu trắng luôn đó, thì anh Toàn rất là dễ thương nha, góp ý nhẹ cái anh Toàn á. Ừ anh Toàn giữ mộ nè, thì sáng là anh Toàn anh dọn bàn á, anh dọn bàn với anh lấy khăn. Phải còn đợi nước suối nữa. Nước suối hả? Suối nước ngọt không? Không, nước ngọt. Sau khi mà đầy đủ xong hết thì mấy hùng luôn rồi. Cái này là của chị Liễu Phan ở Úc đúng không anh? Liễu Phan ở Úc. Cái bàn này trị giá là như 3 triệu hả? 3 triệu ha. 3 triệu một bàn. Đó. Hai bàn là 6 triệu luôn. Quá hoành tráng luôn. Vậy ha. Hôm thứ ba mà mình cúng cũng rất là hoành tráng. À nước suối ha, anh quản lý tới. Đi xe. Dạ. Cảm ơn anh trai rất là nhiều luôn. Đó. Mình có đá chưa ha anh? À có đá. Có một cái thùng đá ở ngoài kia.
Cái nào anh? Trắng kem. Cái nào kem anh? Trắng, trắng kem. À, cái này là màu kem. Kem. Cái màu trắng này nó ngọt hơn. Mọi người giống như cái thường thường mấy biệt thự hay hồi sơn màu trắng kem đó. Từ từ được tắt các biệt thự người ta sẽ muốn trắng kem ấy. Màu kem. Màu kem nó sang. Em đang đặt em đang đặt 6 cái khăn bàn gặp nay á. 4 cái màu kem với là 2 cái màu tím. Để mà bốn cái hai cái màu trắng và hai cái màu màu tím. Có rồi, để trưa anh về anh lấy, anh để nhà anh chứ đâu anh mua mấy. Cũng có đúng không? Vậy là sắp tới đây là khăn bàn nhiều ha. Đó. Cúng đi Minh. Rồi. Thôi đủ rồi, giờ anh Minh cúng ha. Rồi vậy em cầm đi, anh tháo phụ anh Minh. Tốt lành nha. Nói chung là từ khi mà mình áp dụng cái này kêu là sáng lao chiều la. Không có ngồi thiệt. Sáng ngồi có sợ mà không? Sáng 28 tây là phát phiếu. Đúng rồi anh Bin. Đúng rồi. Nó ngồi nó sợ gì không? Ở hai ba lon bia đâu. Ở cái bia đâu? Còn lại với lại. Đây đây phải có bia chứ. Hai lon bia cho cậu nhâm nhâm rồi chứ. Qua hôm nay là này không có cúng bia, cái này cúng nước suối không à. Vậy hả? Dạ. Do khán giả yêu cầu. À cái này là tại vì cái này chú cái người cúng chạy cho chị mang á. Chạy đúng chạy đúng không? Em cầm cho Minh đi, anh cầm cho. Nhưng mà cái này là chị mang là cúng lớn nha. Anh từ từ chạy xuống quanh rồi đó. Rồi cái tay cái tổ nào. Rồi, hãy nó đem cúng đó là cái khoan luôn. Giả cái giả lên mặt lửa như con nóng. Dạ, là chạy đi xíu. Mặt lửa cho nóng, đừng chút nữa gấp cho cậu dùng. Dạ, anh ra đâu. Hai tay. Em quay á. Anh lên anh. Có gắn đèn nút vô đây luôn á. Đúng rồi. Còn bánh nữa, cái bánh. Bây giờ, cô đồng nghiệp xinh đẹp và cô nhí đồng nghiệp xinh đẹp ạ. Cô lúc nào đồng hành với cái nhỉ? À mình đem ghế vô chứ. Đem ghế vô. Thấy cụ à, đúng rồi. Rồi làm nhanh. Không đưa kịp làm nhanh. Ờ anh Minh quá mạnh luôn. Đúng là cúng cái bàn cho cái bàn ghế cho ta về ta ngồi chứ. Cái này
Có máu làm tiền. Có máu làm tiền. Rồi cảm ơn em. Rồi bây giờ anh Minh cúng được rồi, anh Minh ơi. Trời ơi, có hai cái ghế mà 4-5 người ghế. Nó cứng nhắc à. Có hai cái ghế mà 4-5 người vô nghỉ. Chảy máu rồi kìa. Nó tiếng thịt đó, nó tiếng cái già đó. Có máu rồi đúng hơn tiền thiệt. Rồi. Vậy để ngoài ha. Đó. Quá hoành tráng. Tới coi anh. Giờ mình đẩy cái này ra đi thôi. Đúng rồi, mình để ra đi chừng rồi hả? Không, chưa soi. Chưa soi, chừng nào soi bỏ ra. Thôi vậy anh cúng trước đi anh ơi. Làm bớt đi. Dạ. Cái hai bàn này là của ai đẩy mình làm bớt? Anh Minh cúng cho, cúng giùm cho chị Liễu Phan ở Úc. Rồi, Liễu Phan ở Úc ha. Dạ. Cái giá sao, giá tiền sao ba cái? Cũng 3 triệu một bàn anh. Rồi, cũng 6 triệu nhưng mà là... Đúng rồi, tại vì vật giá leo thang mùa Vu Lan. Đúng rồi ha. Đó thì bây giờ anh Minh anh cúng lớn cho cậu ha. Đây là một cái món quà mà chị Liễu Phan ở Úc dành tặng cho cậu Năm trưa hàng ngày 24 tháng 8 10:30 ha. Rồi đến đây thì 15 hết, Bình Dương cũng xin phép là khép lại video này. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất là nhiều. Chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị trong video nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.